Ngày hôm qua đang trường đi hát về là khoảng 3 giờ tối, 3 giờ khuya, 3 giờ sáng chứ. Ngủ 3 tiếng thôi, 6 giờ đã thức dậy rồi. Để mà chuẩn bị những tiết mục thật hay, để mà mừng lễ khánh thành của nhà máy Đăng Dương. Ngày hôm nay Đăng Trường rất là cảm động khi thấy đông tất cả những vị quan khách có mặt để mà chúc mừng cho công ty Đăng Dương. Đăng Trường cũng vậy. Khoan chút đã, từ từ, phải giữ anh lại đây để cùng trò chuyện với quý vị một tí đã. Các em cứ lên xe tách đóng đi, đang nói chuyện với Đăng Trường tí. Hôm nay anh Đăng Trường đi từ xa thấy một cái màu vàng rực cả vô công việc thực tạo, anh cảm giác như thế nào? Thì nãy như Đăng Trường đã nói là Đăng Trường luôn luôn đồng hành với lại công ty Đăng Dương, thường thường hay có mặt tất cả trong các sự kiện. Mà ngày hôm nay một cái màu vàng choáng ngợp, một cái màu vàng sự tượng trưng cho sự thịnh vượng, đúng rồi. Nên Đăng Trường cảm thấy rất là phấn khởi khi có mặt trong ngày đặc biệt này. Dạ vâng. Em thấy là Đăng Trường cũng ít lâu lâu mới xuất hiện một lần, mà ngày hôm nay anh dành một cái buổi sáng của anh như thế này cho công ty Đăng Dương thì nó thật sự là rất là quý. Tại vì anh Đăng Trường, quý vị thấy là hiện nay là cũng đang hạn chế xuất hiện ở các chương trình rất là chọn lọc, và mỗi một lần xuất hiện là đều là rất là thân tình. Nên bây giờ nhân cái ngày hôm nay là cái ngày đặc biệt để mà khánh thành nhà máy sản xuất, thì anh có cái lời chúc gì cho công ty không ạ? Phải nói Đăng Trường rất là vui khi mà được Đăng Dương lúc nào cũng chọn Đăng Trường để mà có mặt trong các sự kiện. Một phần nữa là Đăng Trường cũng là người kỹ tính, sắc đẹp cũng là đi hàng đầu, đúng không ạ? Nên Đăng Trường mới giữ gìn được một cái vóc dáng và một cái hình ảnh cho đến ngày hôm nay. Đó cũng chính là những cái sự quan tâm của các đối tác, của các anh chị cũng như là công ty Đăng Dương. Nên xin ngày hôm nay xin chúc cho công ty Đăng Dương chúng ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, sẽ có nhiều sản phẩm độc đáo để mà gửi tới các bạn nữ. Xin chúc cho công ty Đăng Dương ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Dạ xin vâng. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì Di Truyền sẽ có một bó hoa để dành tặng cho anh. Dạ, xin mời Di Truyền sẽ gửi đến cho anh Đăng Trường một bó hoa. Anh Lan. Dạ, xin mời anh Lan. Anh thấy không, tặng hoa cho một người mà hai người vợ chồng cũng phải nắm tay lên sân khấu. Không có cái công ty nào mà ông chủ bà chủ dễ thương như vậy trơn á. Sống rất là tình cảm. Dạ, xin quý vị dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để cho sự xuất hiện của nam ca sĩ Đăng Trường trong buổi sáng hôm nay ạ. Rồi, nở một nụ cười tươi nào. Dạ, lát cho chị em ra quán cà phê 8 sao nha chị. Dạ. Tôi xin cảm ơn ca sĩ Đăng Trường. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời,
che xanh có con sóng chạy qua. Nào ta hát khúc hát lạc hồng làm muôn cánh chim bay giữa biển đông. Việt Nam ơi hãy nắm chặt tay tiến bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam con cháu dòng tiền con cháu là hồn tự hào hai tiếng Việt Nam. Nổi tiếng là tác giả của ca khúc Nhật ký của mẹ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã dành tặng một ca khúc đặc biệt để tặng cho công ty Đăng Dương nhân cái ngày lễ khánh thành nhà máy này. Và quý vị nghe cái tựa đề của ca khúc thôi chúng ta cũng có thể thấy được tinh thần của Đăng Dương, đó là Đăng Dương vì sắc đẹp Việt. Và chính ca khúc này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây qua tiếng hát thần thánh của nam ca sĩ Đăng Trường. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào mừng. Người con gái nào cũng mong xinh đẹp hơn, làn da trắng xinh tươi như ngọc ngà,
chẳng ngày thời gian qua, chẳng ngày vui đường xa, vui hát ca. Vui mang ước mơ đến cho mọi người, vui sẽ gánh trên vai vô sứ mệnh. Vì cuộc đời đẹp tươi, tràn đầy những niềm vui khao khát. Đăng dương vì sắc đẹp Việt, đăng dương vì nét dáng người, đăng dương vì những nụ cười của hàng triệu người con gái. Đăng dương theo ánh mặt trời, ra khơi vượt những khó khăn, vươn xa trên thế giới này, thế như ngày mai tháng tươi. Xin phép cho Đăng xin được gửi lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Người con gái nào cũng mong xinh đẹp hơn, làn da trắng xinh tươi như nộm ngà. Chẳng ngày thời gian qua, chẳng ngày bụi đường xa, vui hát ca. Vui mang ước mơ đến cho mọi người, vui sẽ gánh trên vai một sứ mệnh. Vì cuộc đời đẹp tươi, tràn đầy những niềm vui và khao khát. Đăng dương vì sắc đẹp Việt, đăng dương vì nét dáng người, đăng dương vì những nụ cười của hàng triệu người con gái. Đăng dương theo ánh mặt trời, ra khơi vượt những khó khăn, vươn xa trên thế giới này, nhìn về ngày mai sáng tươi. Đăng dương vì sắc đẹp Việt, đăng dương vì nét dáng người, đăng dương vì những nụ cười của hàng triệu người con gái. Đăng dương theo ánh mặt trời, ra khơi vượt những khó khăn, trên thế giới này, nhìn về ngày mai sáng tươi, nhìn về ngày mai sáng tươi, nhìn về ngày mai sáng tươi. Xin cảm ơn rất nhiều những tràng pháo tay của các anh chị và các bạn. Mà ngày hôm nay Đăng Trường rất là vinh dự có mặt trong chương trình của công ty Đăng Dương, và vinh dự hơn nữa được anh Lan chị Truyền đã giao trọng trách cho Đăng Trường thể hiện ca khúc của công ty độc quyền. Xin cảm ơn rất là nhiều, xin cảm ơn.